Hello, hello, xin chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ. Thì như đã hứa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái chính sách mà thay đổi trong 2020 và áp dụng từ ngày 10 tháng 12 của YouTube. Thì có một số bạn đã gặp với những cái khó khăn, những thắc mắc. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người, bởi vì hôm trước thì có rất là nhiều bạn hỏi. Rồi sáng nay thì cũng có một số người trong nhóm của mình thì chưa biết cái cách mà thay đổi như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ quay cái màn hình và mình chia sẻ với mọi người ha. Ok, nào bây giờ mình sẽ quay màn hình nha mọi người. Quay màn hình cho mọi người xem nha mọi người. Đầu tiên là thông thường thì họ sẽ gửi cho bạn tất cả các cái email. Đây là cái email mà mình nhận được đó cái việc các bạn. Nó ghi lại cái những cái thay đổi của YouTube mà bạn cần phải hành động đó. Thì đây là mình lấy một cái email của một cái kênh của mình mới mới vừa tạo hôm trước giờ mà thì mình đã sẽ đọc rồi nè. Thứ nhất là những cái nhà sáng tạo này sẽ yêu cầu là nội dung là làm cho trẻ hoặc là không của cái hiệp hội gọi là bảo vệ trẻ em, gọi tắt nó là COPPA, nó là Children Online Privacy Protect Act này quý vị các bạn đó. Thì thứ nhất là nó ghi là depend on amount of make focus content on your channel. You can set your audience either hoặc at your channel level or video level ha. Thì ở đây mình đã nói nó có ba cái option. Một là no focus, hai là make focus ha, và ba là thứ ba là a lot of make focus content đây ha, no focus và đây là miss vừa vừa đó. Thì rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ dời xuống cho mọi người xem. Thì nó có rất là nhiều nè, nó là một cái yêu cầu nè, mọi người đọc ha. Thì what is changing happen đó, thì mình có thể đọc kỹ những cái phần này. Why 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 this is happen, rồi mình có thể coi tại sao nó giải thích. What is khi mà must focus thì chúng ta có cái gì. Thì đây là cái nội dung, và khi mà chúng ta nhấp vô những cái chỗ này ví dụ như là nó ảnh hưởng như thế này thì chúng ta nhấp vô đây thì nó sẽ chạy qua. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái nội dung mà thay đổi. Cái nội dung mà thay đổi đây, ví dụ như cái này ha, thì đây là cái nội dung mà nó y chang như hồi nãy thôi, nhưng mà giờ mình vô trực tiếp vô trong đó thì nó có cái YouTube help là quý vị các bạn, thì nó sẽ giải thích nè. Cũng y chang như hồi nãy nhưng mà nó sẽ giải thích rõ hơn. Rồi tại why every creator must set their audience, tại sao là những cái nhà sáng tạo làm YouTube đó, YouTuber đó, là phải thay đổi. Do cái luật này quy định, nó viết rất là kỹ. Rồi bây giờ nó sẽ chỉ là có hai cách. Một, ở đây mình nói là thay đổi cái kênh của bạn, hoặc là video, có nghĩa là kênh, cái mục tiêu kênh của bạn, hoặc là video của bạn ha. Thì ở đây mình đang nói nó có hai cách, và mình chỉ cái cách đầu tiên là cái cách mà set your channel audience ha. Là bạn có thể vô cái YouTube Studio, sau đó bạn click setting, rồi bạn vô cái click channel, xong rồi bạn vô cái advanced setting, xong rồi bạn dưới cái chỗ mà audience này bạn sẽ thể set có ba cái ABC. A là set this channel as make for kids, I only upload content gì đó không. Thứ hai, thứ B là no, set this channel is not make for kids, I never upload content that's make for kids, and I want to review this setting for every video, có nghĩa là mỗi video mình có thể tự set. Thì cái cách tốt nhất là mình nên set vào đây, là thứ hai là cái cách mà set audience during upload nè. Đó thì khi mà bạn upload từng video thì nó cũng sẽ hiện lên những cái thứ này, YouTube Studio rồi mất 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 ha, thì nó có rất là nhiều cái nội dung. Rồi những cái mà mình làm rồi, what happened when your content is set make for kids. Đó thì đây nó giải thích cho các bạn starting từ 1 tháng 1 năm 2020. Thì ở đây nè, nếu mà video bạn đó, hoặc là video hoặc livestream thì as make for kids thì bạn sẽ không có những cái thứ này.
ví dụ như là quảng cáo nè, personal advertising nè, rồi comment nè, rồi channel branding, watermark nè, rồi những cái giọt nước nè, donate button nè, card and any screen nè, live chat or live chat donation, đó một loạt này là mới có. Còn nếu mà cái này là video livestream ha, đó, rồi if you set your channel make for kids, đó thì đây cái your channel also won't have the following là story nè, community tab nè là không có nè, notification bell là không có nè, cái chuông là không có nè, channel membership là không có nè. Thì đó là những cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vô một cái kênh ha, một cái kênh ví dụ bây giờ mình vô cái kênh này của mình đi. Đây là một cái kênh ha, thì bây giờ mình vô cái kênh này là cái kênh mà mình mới vừa tạo. Mới vừa tạo để cho nó dễ hướng thì mình vô kênh của bạn này. Đầu tiên bạn vô kênh của bạn đi cho nó dễ ha. Rồi vô kênh của bạn, bạn vô cái chỗ này. Nó hơi mờ mờ xíu ha. Rồi mình vô cái chỗ mà YouTube Studio nha các bạn. Đó, điều chỉnh cái này là cho nó rõ xíu ha. Bạn vô cái YouTube Studio, bạn nhấp vô đây nha, YouTube Studio. Rồi nó sẽ chạy ra. Thì vô YouTube Studio á thì bạn vô cái chữ mà cài đặt phía bên này. Bên này nó có cài đặt. Nếu là tiếng Anh thì nó là setting nha quý vị các bạn. Đó, cái chỗ mà có răng bánh răng cưa, bạn vô setting. Đó. Setting thì nó sẽ có ba cái, tiếng Anh nó sẽ có là general nè, channel nè, rồi mặc định video tải lên cộng đồng ha. Thì bây giờ mình vô cái chỗ kênh. Thì vô cái chỗ kênh thì bạn sẽ thấy nó sẽ có là thông tin cơ bản, rồi cài đặt nâng cao và xây dựng thương hiệu. Thì đây là tiếng Anh nó có thể là basic, rồi cái này là advanced testing ha. Tiếng Anh nó là advanced testing, còn đây là tiếng Việt. Thì bây giờ mình thì cái bảng hướng dẫn bên ngoài hồi nãy mọi người thấy đó, bây giờ mình vô cái chỗ mà nâng cao. Là setting nâng cao thì ở đây nó sẽ hiện ra nè, nó hiện ra tiếng Việt là khán giả nè, tùy chọn để đơn giản hóa quy trình làm việc, bỏ qua các câu hỏi này, bạn phải bắt buộc phải xác định từng video của bạn có dành cho trẻ của kênh của mình không, tùy chọn này sẽ ảnh hưởng đến các video cũng như hiện có cũng như sau này cài đặt của từng video đó. Thì bạn muốn thiết lập kênh của bạn thì nó hỏi nè quý vị ha, nó cũng ghi luôn nội dung dành cho trẻ em là gì nè, thì chút xíu nữa mình sẽ vô đây mình sẽ chỉ cho mọi người ha. Còn ở đây là không cài đặt kênh này thì dành cho ok đóng cái này lại. Thì nó sẽ có ba mục ha, cài đặt kênh này dành cho trẻ em, tôi luôn sẵn sàng, thì bạn nào làm cho trẻ em thì các bạn vô cái này. Còn bạn không cài đặt kênh này, không dành cho trẻ em thì tôi sẽ không bao giờ đăng tải video dành cho trẻ em, và tôi muốn xem tùy chọn. Thì đây là ba cái, thì mình sẽ chọn cái này, chọn cái không dành cho trẻ em. Rồi ở đây nó sẽ có cái mục này, xuống dưới là tùm lum tan thứ hết. Thì bây giờ bạn nhấn vô lưu, bạn đừng có nhấp gì vô đây nữa nè, bạn nhấp vô lưu đó. Thì bây giờ bạn treo vô cái video của bạn, bạn kiểm tra nè. Thì video của bạn trong cái phần kiểm tra này á, thì bạn vô YouTube Studio, xong rồi bạn nhấp vô đây, nhấp vô cái chỗ này là video của bạn nè, đó là vô cái YouTube Studio. Thì dưới này nó sẽ có cái mục nè, ở dưới này nó sẽ có cái mục đây, nó hiện ra là không, đây không phải là video dành cho trẻ em, là nó tự động apply hết cho toàn bộ cái video của bạn luôn đó. Các bạn thấy không, nó toàn bộ nó apply hết luôn đó. Thì đó là cái cách mà mình muốn chia sẻ nhanh cho mọi người, để mọi người có thể dễ dàng làm cài đặt ha. Các bạn vô phần cài đặt nha, mình vô mình nói cách cài đặt và phần kênh đó. Thì đây là một cái hướng dẫn rất là nhanh dành cho tất cả các cái quý vị các bạn mà thường mấy bữa nay hỏi mình ha, đặc biệt là một số anh chị và các bạn trong nhóm của mình ha, trong nhóm của mình là mọi người mà muốn hỏi á, thì mình muốn chia sẻ với mọi người. Ok, bây giờ thì đã chia sẻ với quý vị các bạn và cái cách mà đơn giản nhất, nhanh nhất để làm sao chuyển các video của mình thành cái video mà theo yêu cầu của YouTube.
Thì có hai mình nói có hai cách hai quý vị các bạn ha, hai cách. Thứ nhất là mọi người nên chọn cái cách mà toàn bộ kênh của mình, bạn sẽ định hướng kênh của mình là làm cho trẻ em hoặc là không làm cho trẻ em, và định hướng và bạn làm theo cái cách mà mình mới vừa quay màn hình mình hướng dẫn cho mọi người. Là mình quay như vậy nó nhanh nhưng mà có thể nó không rõ lắm, nhưng mà mọi người mình hy vọng là mọi người có thể làm được. Nếu mà ai không làm được thì có thể comment cho mình sẽ ghi cái comment và mình sẽ có một cái video hướng dẫn chậm hơn. Hoặc là bạn ở đây mình đang chỉ nói là có những người sử dụng tiếng Anh và sử dụng tiếng Việt. Thì hồi nãy á, ai mà học tiếng Anh đó, thì mình vô cái phần mà tiếng Anh nó gửi cho người ta gửi cho mình, YouTube nó gửi cho mình, thì bạn vô đó thì mình thấy nó là ok. Rồi sau đó mình vô cái phần mà tiếng Việt, thì tiếng Việt ở trong đó tiếng Việt thì với tiếng Anh nó giống 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 y chang nhau thôi, thì mình chỉ có cần fill. Rồi một số bạn mình nó hỏi mình nó là tại sao lại phải chọn là không có trẻ em. Thì thực ra là những cái kênh mà mình làm á, thì mình không có dành cho trẻ em, mình dành cho cái người lớn nhiều. Thì cách tiện lợi và tốt nhất tới thời điểm hiện tại, và mình có tham khảo mình đọc kỹ những cái phần đó, thì cách tốt nhất là cái cách mà chúng ta làm như vậy. Ok, bây giờ thì Đức Vũ xin tạm dừng cái video này ở đây. Hy vọng video này có hữu ích dành cho tất cả quý vị các bạn nào đang còn băn khoăn, đặc biệt là những người mà trong nhóm của mình. Bây giờ thì Đức Vũ xin kính chúc cho tất cả quý vị các bạn có ngày cuối tuần ở Mỹ thì luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình. Còn đối với quý vị các bạn nào đang ở Việt Nam thì sẽ có một tuần mới, khi mà video này ra thì chắc chắn là một tuần mới, luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong công việc của mình. Hẹn gặp các video tiếp theo, mình sẽ nói thêm về một số cái lưu ý trước khi mà chúng ta làm những thứ đó, thì chúng ta cần phải rà soát lại video của mình, những cái video nào mà nó bị vi phạm bản quyền, hoặc là video nào mà mình lấy của người khác hay gì đó, thì các bạn hãy xóa hết đi, xóa xóa hết đi. Bây giờ phải là làm thật ăn thật. Ok, bây giờ thì Đức Vũ xin chào tạm biệt quý vị các bạn, chúc cho tất cả quý vị các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Bye bye.